bà con ha. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giường nóng, giường lạnh đa năng. Đây là của hãng Hướng Dương ha. Nhưng mà chúng ta nên mua hàng chính hãng đó nha ha. Tại vì thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho chúng ta về điện. Thì khi cắm vào điện mà chúng ta mua những hàng mà không chính hãng, không có được kiểm định chất lượng thì khá là nguy hiểm. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ được bảo hành nữa. Rồi bây giờ cái máy này thì như thế nào? Cái giường này nó giống như một cái túi có chất lỏng bên trong và có nhiều size ha, này là size nhỏ và có size lớn nữa. Thì chức năng của nó là gì? Cả nhà mình biết đó, là chức năng giường là khi mà chúng ta bị đau nhất là khi chơi thể thao đó, hoặc là khi bị đau nhất xương khớp mà lão quá cơ thể mình đó, khi mà cổ chân mình hoặc là đầu gối hay là những nơi là giữ ấm, và đặc biệt là đối với phụ nữ sau khi sinh đó, thường cũng hay giường giữ ấm trên bụng. Thì nếu mà như cả nhà mua hàng chính hãng á, thì cái máy này nó sẽ khi cắm vào điện 5-7 phút chúng ta nên lấy ra. Còn nếu mà nhiệt độ quá 70 độ C máy sẽ tự động ngắt ha. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên canh khoảng 5-7 phút mình nên rút điện để mình có thể sử dụng được cái này rất là lâu đó. Còn đương nhiên trên 70 độ C thì nó sẽ ngắt. Còn đối với những dòng mà không rõ nguồn gốc á, nó không ngắt thì nó rất là nguy hiểm, dễ gây bỏng nè. Và khi mà mình cắm điện mà chúng ta cảm thấy vừa ấm mà vừa xài thì chúng ta rút điện ra. Còn nếu mà chúng ta để đến 70 độ thì nó hơi nóng, thì mình tùy theo cái nhu cầu của mình xài thế nào thì mình chờ nó hạ nhiệt xuống rồi hãy xài cả nhà ha. Cái này là chùm nóng ha, mình sẽ cắm điện vào chỗ này nè. Đó, mình bật một là qua trái, hai là qua phải. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có một cái dây điện 3 chui. Đó. Thì cả nhà thấy đúng chiều là vô rồi ha. Giống như hình trái tim nè. Đó. Cắm vào. Rồi. Và cái này là chúng ta sẽ cắm vào điện. Và chúng ta sẽ có một cái đèn báo ở chỗ này khi có điện. Rồi nếu mà chúng ta không xài, đầu tiên chúng ta phải rút cái chui trong ổ điện ra trước, rồi hãy rút cái chui này cả nhà ha, để cho an toàn. Rồi sau đó mình sẽ đẩy cái nút này lại, mình sẽ chườm, ví dụ chườm trong vòng khoảng nửa tiếng. Mà nó đây là cái túi dung dịch giữ nhiệt, chườm khoảng khi nào mà hết ấm thì mình có thể cắm điện trở lại. Rồi còn nếu chườm lạnh á thì mình sẽ bỏ cái này vào trong tủ lạnh khoảng tầm 20 đến 30 phút để mình có thể chườm lạnh. Rồi cái cách xài khá là đơn giản. Còn sơ chỉ nhắc là cả nhà mình nên mua hàng chính hãng để đảm bảo an toàn về điện ha, và để được bảo hành cái tuổi thọ của nó cho nó lâu ha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Có gì thắc mắc thì cả nhà cứ gọi vào số điện thoại bên dưới trên tiêu đề của sức khỏe 5 giây. Rồi tạm biệt bà con, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.